cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau nửa ngày xét xử, trưa ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tuyên trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trương Thị Hương, cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên xét xử sáng ngày 21 tháng 8, sau khi nghe Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kinh Môn công bố bản cáo trạng, trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Thị Hương sinh năm 1986 ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, thường được gọi là cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi, cho rằng cáo trạng truy tố tội danh không đúng. Bị cáo này liên tục nói bị cáo bị oan, họ Trương bị oan và đề nghị hội đồng xét xử minh oan cho bị cáo và họ Trương. Trình bày tại tòa, bị cáo Trương Thị Hương nói rằng gia đình anh PST ở phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn và anh TTX ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tự nguyện đến nhờ cậy họ Trương, chứ bản thân bị cáo không dụ dỗ, không lôi kéo những người này đến cúng bái. Bị cáo Hương chỉ thừa nhận số tiền 4 triệu đồng từ gia đình anh T do mẹ anh này nhờ mua lễ cúng rằm mùng 1 tại điện của Hương. Bị cáo Hương không thừa nhận việc yêu cầu anh T chuyển 40 triệu đồng và không yêu cầu mẹ anh T chuyển 80 triệu đồng tiền lễ ở Thanh Hóa như cáo trạng đã nêu. Khi hội đồng xét xử công bố tình tiết, bà Nền, cô ruột của Hương đã trả lại gia đình anh T hơn 60 triệu đồng, bị cáo Hương xác nhận đúng, nhưng khẳng định không tác động bà Nền đưa số tiền này và giải thích gia đình họ Trương luôn làm công đức nên việc làm này là bình thường. Cũng tại tòa, khi anh TTX trình bày có đưa cho Hương 10 triệu đồng làm lễ, sau đó đưa Hương thêm 170 triệu đồng nhờ Hương giải hạn cho gia đình và bán được ngôi nhà, bị cáo Hương chỉ thừa nhận nhận số tiền 10 triệu đồng, không thừa nhận nhận số tiền 170 triệu đồng. Bị cáo Hương khai, bà Nền đã đưa cho gia đình anh X số tiền 10 triệu đồng, nhưng bị cáo không tác động bà Nền làm việc này. Bị cáo Hương cũng khai nhận các video livestream hầu đồng, xem bói trên mạng xã hội bị cáo không tự làm, mà do những người đến làm lễ tự ý quay rồi phát tán lên mạng xã hội. Nữ bị cáo cho biết trước khi hành nghề cúng bái, đã làm nghề tự do buôn bán nhiều mặt hàng, trong đó có bán thịt lợn. Khi hội đồng xét xử công bố tài liệu sao kê các số tiền chuyển đến tài khoản của Hương, bị cáo này nói rằng không nhớ và không biết. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kinh Môn, đầu năm 2022, Trương Thị Hương xây điện tại nhà ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn để xem bói, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Ngày 19 tháng 2 năm 2022, Hương lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh PST để chiếm đoạt tiền. Hương xem bói cho anh T, đưa ra thông tin gian dối và nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh T sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Do tin tưởng, vợ chồng anh T đã chuyển khoản cho Hương 2 lần, tổng số tiền là 62,5 triệu đồng. Sau khi làm lễ, anh T thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước, bố đẻ anh còn bị tai biến. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, anh T làm đơn trình báo gửi công an thị xã Kinh Môn. Ngày 6 tháng 12 năm 2022, Trương Thị Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh TTX xem bói cho anh và đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh X tin tưởng là nhà anh bị yểm bùa, có ma quỷ quấy rối, gia đình có vận hạn. Hương nói với anh X muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ, chi phí hết 270 triệu đồng. Anh X không lo được số tiền thì Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng. Hương nói sẽ cho anh X làm chủ đài, đến ngày 28 tháng 12 năm 2022 sẽ bán được nhà, nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm. Vợ chồng anh X tin là thật nên đã đưa cho Hương 2 lần tiền, tổng số là 180 triệu đồng. Làm lễ xong, vợ chồng anh X chờ đến hết tháng 12 năm 2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12 tháng 2 năm 2023, anh X có đơn tố giác hành vi của Hương đến công an thị xã Kinh Môn. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh T và vợ chồng anh X là 242,5 triệu đồng. Quá trình điều tra, bị can Trương Thị Hương không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị hại, người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác do cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã thu thập có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trương Thị Hương. Với hành vi này, Trương Thị Hương bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 3, điều 174 của Bộ luật hình sự. Liên quan đến làn sóng giá đất nền tăng cao kỷ lục ở một số huyện ngoại thành trong thời gian qua, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan công an thu thập xác minh, nghi vấn có nhóm đối tượng kích sóng đất nền thông qua phiên đấu giá đất.
Theo vị lãnh đạo trên, việc đấu giá đất do cấp địa phương tự tổ chức nhưng vẫn cử cán bộ theo dõi các phiên đấu giá đất vùng ven ở các huyện Đan Phượng, Thanh Oai và Hoài Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng một số lô đất được trả giá cao vọt lên gấp nhiều lần trong các phiên đấu giá đất. Thực tế, giá trúng đấu giá đất các huyện vùng ven Hà Nội liên tục đội lên, phiên sau luôn cao hơn trước. Trước thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an xác minh nhóm đối tượng kích sóng đất nền qua các phiên đấu giá đất. Lý do bởi tình trạng giá trúng đấu giá đất qua các phiên liên tục bị đẩy lên sẽ có tác động khiến đất nền vùng ven ngoại thành Hà Nội bị đẩy lên, tiềm ẩn bất ổn định cho thị trường bất động sản. Trước đó, ngày 28 tháng 7, huyện Đan Phượng đã tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình. Phiên đấu giá này có tới 1.252 bộ hồ sơ tham gia đấu giá. Kết quả, có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả lên đến 99,2 triệu đồng trên một mét vuông. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ vì quá cao với thực tế. Sau phiên đấu giá trên, ngày 10 tháng 8 vừa qua, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục sục sôi khi phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai có tới khoảng 1.600 người nộp 7.000 bộ hồ sơ vào tham gia đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, lô đất góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng trên 1 mét vuông. Hầu hết các lô đất có giá trúng từ trên 80 đến 90 triệu đồng trên 1 mét vuông, lô trúng thấp nhất là 63,5 triệu đồng trên 1 mét vuông. So với giá khởi điểm, giá các lô trúng ở xã Thanh Cao đã cao gấp 5 đến 8 lần. Chưa dừng lại ở mức giá trên, phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức với 1.100 bộ hồ sơ gửi tham gia trả giá, mới đây tiếp tục làm nóng bỏng thị trường. Phiên đấu giá này trải qua 9 vòng đấu, kéo dài trong suốt 19 giờ đồng hồ, từ 9 giờ ngày 19 tháng 8 đến 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, đã lập kỷ lục mới về giá đất nền ở ngoại thành Hà Nội. Cụ thể, giá trúng đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng trên 1 mét vuông đối với LK0312 là thửa ở góc, có 3 mặt tiền, rộng hơn 113 m² so với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng. Lô đất này đã được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Hai lô đất có giá trúng đấu giá cao thứ hai là LK0036 và LK046 lên đến 127,3 triệu đồng trên 1 mét vuông. 14 lô còn lại có giá trúng đấu giá từ 97,3 đến 121,3 triệu đồng trên 1 mét vuông. Có hai lô trúng có giá đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đáng chú ý, tại các phiên đấu giá trên, nhiều hội nhóm môi giới bất động sản cũng có mặt bật chế độ phát video trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để tường thuật không khí xung quanh khu vực đấu giá nhằm mục đích thổi giá, đầu cơ kiếm lời. Nhằm thực hiện kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu trên địa bàn Hà Nội năm 2024, đội 5 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bán bánh Trung Thu trên địa bàn thành phố. Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị này đã phát hiện xử lý 6 vụ vi phạm, trong đó phát hiện 5.000 bánh Trung Thu nhập lậu giá trị khoảng 50 triệu đồng. Đội 5 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã yêu cầu buộc tiêu hủy các sản phẩm bánh Trung Thu nhập lậu. Điển hình, ngày 20 tháng 8, đội 5 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám 26 thùng cát tông chứa bánh Trung Thu tại địa chỉ số 338 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Lô hàng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Trưởng, sinh năm 1992. Kết quả kiểm tra, đội quản lý thị trường số 5 đã thu giữ tổng cộng 2.496 chiếc bánh Trung Thu. Chủ hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được xác minh để xử lý. Trước đó, ngày 16 tháng 8, đội quản lý thị trường số 5 tiến hành khám 20 thùng cát tông chứa bánh Trung Thu của ông Nguyễn Quốc Hưng tại địa chỉ đầu ngõ 7 phố Tây Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kết quả kiểm tra, đội quản lý thị trường số 5 đã thu giữ 900 chiếc bánh Trung Thu các loại là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, kèm theo là hàng hóa nhập lậu có trị giá 9,365 triệu đồng. Theo lãnh đạo đội quản lý thị trường số 5, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là đối với mặt hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Trung Thu để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.